khởi tố vụ công an đã bắn chết một người và làm hai người bị thương, tin từ Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 1 năm 2020 loan tin, Công an Cộng sản tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án đối với Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, thuộc một đội cảnh sát hình sự công an thành phố Mỹ Tho, về hành vi làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ. Ông Hạnh hiện nay chưa bị bắt giam. Thông tin từ phía công an cho biết vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 12 năm 2019, có khoảng 20 người tụ tập chơi đá gà tại khu đất trống thuộc xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Cho nên ông Hữu Hạnh cũng như là thiếu tá Nguyễn Văn Dư đã được cử đến và đi với công an xã Mỹ Phong đến hiện trường. Khi thấy công an thì 20 người trên đã bỏ chạy. Phía công an nói thêm rằng ông Dư đã giữ lại được một người thì bị khoảng 6 người khác áp sát, có biểu hiện tấn công anh Dư và lúc này ông Hạnh chạy đến nổ súng để cứu ông Dư khiến cho các đối tượng phải bỏ chạy. Kính thưa quý vị, vụ nổ súng đã khiến cho ba người bị thương gồm có Nguyễn Văn Liên, 37 tuổi, bị thương ở cổ, ông Đồng Quốc Trí bị thương ở ngón tay phải và ông Nguyễn Văn Của bị thương ở khớp gối trái. Vẫn theo tờ báo Tuổi Trẻ chỉ nói rằng là có ba người trên bị thương nhưng không nói bị thương vì trúng đạn hay là vì những nguyên nhân khác. Bên phía bệnh viện chợ rẫy thì cho biết thêm anh Liên đã tử vong vì trúng đạn xuyên qua cổ. Bên phía công an thông báo rằng ông Hạnh đã nổ 5 phát súng trong vụ án trên. Được biết rằng anh Liên vẫn chưa có vợ và phải nuôi mẹ già gần 70 tuổi, anh mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Thông tin ở trên mạng xã hội Facebook cho biết hôm xảy ra sự việc, anh Liên là người chỉ ngồi xem đá gà cho vui nhưng không ngờ là bị công an ra tay tàn bạo bắn chết anh.